Ngày 22 tháng 2, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho hay, thời gian gần đây khoa liên tục tiếp nhận các bệnh nhân gặp biến chứng nặng sau một thời gian dùng thuốc tiểu đường hoàng để điều trị bệnh tiểu đường. 4 phần 5 bệnh nhân đã tử vong, trong đó gần nhất là một phụ nữ 63 tuổi ở Hà Nội tử vong sau gần một tuần điều trị trong tình trạng biến chứng nặng. Người này cho hay bệnh nhân có tiền sử bệnh tiểu đường từ cách đây 3 năm nhưng không điều trị bằng thuốc Tây theo chỉ định của bác sĩ mà uống tiểu đường hoàng, mỗi ngày uống 8 viên. Bệnh nhân bị suy đa tạng do ngộ độc fenformin, loại thuốc đã bị cấm sử dụng 40 năm nay. Mặc dù được điều trị tích cực, bệnh nhân đã tử vong trong sự bất lực của thầy thuốc và gia đình. Bác sĩ khuyến cáo các loại thuốc tiểu đường hoàng thường có màu xanh hoặc đỏ vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác nhưng được bán và mua rất dễ. Một số cơ sở sản xuất thuốc đã trà trộn đưa thành phần này, ngụy tạo thành thuốc đông y bán cho bệnh nhân, làm nhiều trường hợp tử vong do dùng thuốc thời gian gần đây.